Xin chào anh em, mình là gầy một thận. Bởi vì chưa đến cuối tháng cho nên là mình không có cái gì để đặt cửa cả. Mình buộc phải đặt một củ thận của mình cho An Phát và bích lại được một cái cây bên này. Đây là một cái cây siêu siêu khủng. Cấu hình thì vãi chưởng luôn, có giá khoảng hơn 200 triệu. Và cái cây này có gì nó bá đạo thì mình sẽ test trong video này. Tổng thiệt hại của con cây này khá là lớn. Nói chung là cái điểm nhấn mạnh nhất của nó nằm ở đôi con chip và bốn con cạc. Không biết là anh em đã bao giờ ngồi ở nhà và tưởng tượng có một ngày mình được sở hữu không phải hai mà đến bốn con cạc 2N nhất hiện nay bao giờ chưa? Bên trong cái thùng máy hầm hố này là bốn con 1050T. Khi mà mình được sờ vào nó thì mình cũng đã rất là máu me để có thể test xem như thế nào. Thế nhưng mà trước khi test thì chúng ta sẽ phải ngắm nhìn qua một chút. Cái vỏ cây Corsair Graphite này thì có giá khoảng hơn 4 triệu. Thông thường với hơn 4 triệu thì chắc các bạn sẽ đập vào cả cái chip. Thế nhưng mà khi mà các bạn sở hữu đến 4 cái 1080T thì 4 triệu nó lại là một chuyện khá là nhỏ. Cái cây này có một đặc điểm rất là hay là anh em có thể dễ dàng mở nắp ở hai bên ra và không cần phải dùng vít để vặn. Và hơn nữa thì cái cây này cũng rất là rộng rãi để anh em có thể dễ dàng lắp cả một con main to cũng như là rất nhiều linh kiện ở bên trong. Hơn nữa là đặt ở bên trong mình sẽ đặt một cái bộ tản nhiệt nước cũng hầm hố không kém. Bộ tản nhiệt nước này thì thửa lại với mức giá cũng kinh khủng, khoảng 35 củ. Bằng xử một cái cây gaming rồi. Đây là cái bộ tản nhiệt nước cao cấp EKWB của An Phát và họ đã mốt lại để cho phù hợp nhất với cái cây này. Tất nhiên là khi một cái cây nó có cấu hình dị như thế này thì chúng ta cần phải mốt sao cho nó hợp lý chứ không thể nào mà cứ mua xong rồi lắp bừa là được. Để tránh hiện tượng nghẽn cổ chai thì bên trong chúng ta sẽ được cung cấp hai trái tim, đó là con chip Xenon E2620V4 và mỗi con chip này cũng có giá khoảng hơn 10 củ luôn. Tổng chi phí của các bạn ném ra khoảng độ hơn 20 triệu để có một cái hiệu năng là mạnh mẽ nhất. Và bên cạnh đó, để cung cấp đủ lượng máu cho đến 6 con quái vật ở trong cái thùng máy này thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải cần một cái nguồn cũng kinh khủng không kém. Đây là cái củ nguồn Corsair AX1500i. Với củ nguồn như vậy thì không chỉ các bạn có thể yên tâm chơi game mà các bạn mang ra để nướng bánh các thứ cũng được. Vì cái củ này có công suất rất là lớn và hơn nữa là nó cũng có mức giá cũng khá là kinh dị. Để có thể sở hữu con nguồn này các bạn sẽ phải ném thêm khoảng độ hơn 11 triệu nữa. Tương đương với một cái cây chơi game ở mức giá rẻ hiện tại luôn rồi. Khá là bá đạo. Cái gì trong cái cây này sắt nó cũng đãi ra vàng hết luôn. Cái gì nó cũng rơi bằng tiền chục củ với lại gần chục củ. Quá dã man. Thế nhưng mà cái mà các anh em quan tâm không phải là cái đống ở bên trong này mà nó là hiệu năng thực tế đúng không? Vậy thì mình sẽ test qua một số game cũng như là một số cái ứng dụng. Tuy nhiên là mình có lưu ý rằng là với hai con chip Xenon và cũng như là bốn card 1080T thì không phải tựa game nào nó cũng có thể hỗ trợ một cách tối ưu cả. Và đặc biệt là với cái tựa game hot nhất hiện nay nhưng mà cũng đồng thời là cái tựa game tối ưu nát nhất hiện nay, PUBG, thì hiển nhiên anh em sẽ có một cái hiệu năng nó nhạt đến không tưởng. Màn hình mà mình sử dụng cho cái bộ cây này chính là cái màn hình mà ngày xưa của mình đã có video làm với anh em. Ngày xưa nó có giá khoảng 50 củ, thế nhưng hiện tại An Phát đang bán với mức giá chỉ khoảng 28,8 triệu mà thôi. Nếu anh em có quan tâm thì cũng có thể mua thử cái màn hình này. Đây là một cái màn hình mà thấy mình thấy khá là ngon để có thể chơi game. Đó, thì khi trong quá trình chơi game mình có set tất cả các setting ở PUBG đến mức tối đa, ultra hết. Rồi mình kéo screen scale lên 120, kéo ROV 103, tất cả mọi thứ lên max. Thì trong quá trình chạy bộ các bạn sẽ được hưởng thụ FPS khoảng độ tầm từ 40 cho đến 50. Trong quá trình đua xe thì các bạn sẽ được hưởng thụ mức FPS đó là 30 FPS. Quá tuyệt vời cho một cái cấu hình khoảng hơn 200 triệu. Các bạn biết tại sao? Bởi nếu anh em để ý ở góc trên và bên trái mình có bật MSI Afterburn thì hiện tại trong quá trình mình chơi game chỉ có một con 1080T đang chạy mà thôi và nó chạy cực kỳ khấp khiểm. Nó chạy theo kiểu là nó nhảy liên tục từ 80 đến 9 mấy chứ nó không thể chạy đều đặn một cách nào. Và trong khi đó thì ba thằng anh em của nó đang ngồi chơi uống nước chè, bắn mấy BC xa chứ cũng chả thấy chạy gì cả. Hơn nữa thì cái hai con chip, hiệu năng hai con chip chạy cũng chả thấy có quái gì. Đấy là một trong những cái mà vấn đề rất là lớn. Tựa game này rõ ràng là không chỉ không hỗ trợ 4 càng mà mình thấy còn không hỗ trợ sli luôn. Chạy rất là tệ và mình không hiểu sao nó lại có hiệu năng thấp như vậy. Không biết là anh em nào có đang cắm sli thì có thể confirm cho mình là không, mình chưa test sli, mình có thể hơi vội đám chứ mình chưa test sli. Nhưng mà rõ ràng khi test 4 càng như này thì chỉ có một càng chạy và ba càng kia thì không. Trong quá trình mình test một số tựa game khác thì CSGO không hề chạy. Mình đã thử bật rất nhiều lần và đều báo là đang chạy, thậm chí có lần nó lên màn hình đen phát sau nó tắt tự tắt luôn. Không thể chạy được. Test Cinebench thì hiệu năng điểm cũng không hề cao. Nói chung là để mà chơi game thì quá đúng là đây là thuộc là lắp cho mấy ông mà thừa tiền nhưng mà vẫn thích hưởng thụ cái cảm giác đau khổ. Nó là kiểu khổ dâm ấy. Nó khá là lạ. Còn nếu các bạn nào mà nghĩ rằng cái cây này dùng để làm video thì mình sẽ test luôn.
Trong quá trình khi mà mình test thử video thì với cùng một project mà bọn mình đã làm, project này cũng tương đối gọi là nặng một tí, nhưng mà mình chạy trên Premiere, thì cái tốc độ khi các bạn rider mà con cây khoảng hơn 200 triệu này so với con cây khoảng 20 triệu của bọn mình thì nó sẽ nhanh hơn khoảng gần 3 phút. Thì cái project này có thời gian video trung bình khoảng gần 7 phút, nghĩa là nói chung là nó cũng chả ấn tượng gì cả. Tại sao mình lại cắt ở bên thận của mình ra để làm cái trò này? Đùa ấy, mình có cắt thận của mình đâu. Đây là mình mượn của bé An Phát và họ có nói rằng cái bộ cây này thì được dùng với mục đích là để làm thiết kế và làm trí tuệ nhân tạo. Và hơn nữa là các bạn có thể chạy rất là nhiều các project 3D nặng. Còn với những cái loại mà mũi mão như kiểu bọn mình chạy dăm ba cái Premiere thì không ăn thua, và nói chung là nó cũng chả tối ưu luôn. Và đặc biệt là chủ nhân của chiếc cây này thì cũng không quan tâm đến cái chuyện là có ăn PUBG hay không. Thế cho nên là anh ấy cứ thế là anh ấy đấm tiền mà thôi. Và đặc biệt là không chỉ phải bỏ chi phí về cây, mà nếu mà anh em mà chạy căng, render các thứ này nó khủng, mắc công suất. Một ngày khoảng độ 8-9 tiếng gì đấy thì một tháng anh em sẽ hết bằng ngang ngửa thêm một cái bình nước nóng nữa. Khá là ấm. Nói vui vậy thôi, chứ thực ra hôm nay mục đích chính của bọn mình đó là giới thiệu một cái cây rất là khủng như này. Thực ra mình cứ trêu, chứ thực chất mình cực kỳ ấn tượng khi mà nó lắp đến 4 con 1080 Ti. Mình thì một con thôi là mình đã thấy mừng lắm rồi. Mình chưa bao giờ có điều kiện để sở hữu ở đến 1080 Ti cả. Và An Phát cũng là một trong những đại lý chuyên lắp đặt những cái cây siêu khủng như thế này. Và họ luôn luôn tư vấn những cái cấu hình tốt nhất cho người dùng. Có thể các bạn không quan tâm đến cái chuyện mốt miếc thì các bạn có thể mua một cái cây như thế này. Những cái cây này nó chỉ tập trung làm sao mà có thể tối ưu một cái cấu hình mạnh nhất, không mốt quá đẹp, không lét lủng gì quá màu mè, mà tất cả mọi thứ nó chỉ tập trung một cấu hình. Đây là một trong những cái phương án là mình cũng khá là thích, cây mình bùi nhà cũng như vậy, mình không quan tâm chuyện đẹp xấu, mình chỉ quan tâm hiệu năng thôi. Và nếu anh em có quan tâm thì anh em có thể ra An Phát để họ có thể tư vấn và bùi một cái cây phù hợp nhất theo nhu cầu của anh em. Video đã hết rồi. Nếu anh em thấy video này vui vẻ hữu ích thì có thể bấm like và bấm chuông để chờ đón các video tiếp theo đến từ Rí Dạo. Còn bây giờ thì bọn mình phải bê giả ở đây, cây này nặng quá, để văn phòng sập cả bàn. Lưu đây, giả cây em ơi. 40 cân bóng bê này được. Cọc xe AX 1500i. Đây là cái củ nguồn cọc xe AX 1500i.